Ok, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Đức. Hôm nay Đức muốn chia sẻ cho mọi người một trong những cái mà mọi người cần phải biết trước khi gia nhập vào thị trường chứng khoán. Thì cùng thời gian gần đây thì một số các bạn có liên hệ với Đức, thì hầu hết các bạn là mới tham gia thị trường. Tức là một số các bạn khi thấy thị trường chứng khoán giảm, sụt giảm rất là nhiều giai đoạn vừa rồi, và các bạn bắt đầu quan tâm đến cái thị trường chứng khoán. Hiện tại ở trên thị trường chúng ta có rất nhiều các nhà đầu tư mới. Ví dụ như tháng 3 vừa rồi chúng ta có tới gần 32.000 tài khoản được mở mới, tức là một cái số lượng rất lớn và nó gấp rất nhiều lần so với cái giai đoạn trước đây. Thì cái lý do mà cả số lượng tài khoản mở mới là mọi người đang nhìn thấy cả cái cơ hội ở trên thị trường khi mà có những cái đợt giảm lớn. Và mọi người cũng có một cái tư duy rằng là thị trường sụt giảm lớn thì chúng ta sẽ mua và để năm sau bán. Đúng không ạ? Thì cái tư duy của mọi người là hoàn toàn đúng, tức là chúng ta mua và nắm giữ dài hạn để chúng ta đạt những cái mức lợi nhuận kỳ vọng. Nhưng mà các bạn lưu ý là chưa chắc năm nay mua, năm sau các bạn là có lại, đúng không ạ? Không phải năm nay mua là có lại. Cái thứ nhất là các bạn phải hiểu về cả cái vận động của nền kinh tế. Cái thứ hai nữa là các bạn phải xác nhận ngay một cái hệ thống đầu tư ngay từ đầu. Còn nếu như các bạn tham gia thị trường mà chỉ ở một cái mức độ là mình chỉ hiểu rằng là Warren ông mua cổ phiếu và nắm giữ là ông có lại, thì các bạn sẽ thua lỗ rất nặng trong giai đoạn tới. Các bạn lưu ý ở giai đoạn này, khi mà rất nhiều các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào thị trường, rất nhiều các cái tài khoản mở mới, thì chúng ta hiểu được rằng là cái cuộc chơi nó bắt đầu nó quá rõ ràng. Khi mà cả cái cuộc chơi rõ ràng thì các bạn gần như sẽ không kiếm được tiền. Đấy. Có một số các cái giai đoạn thì thị trường sẽ bật lên và lúc đó các bạn sẽ kiếm được một ít tiền. Nhưng mà các bạn lưu ý, các bạn là những gà mới vào thị trường thì thông thường những người con gà mới vào thị trường thì nó cho ăn rồi giết thịt, đúng không? Khi mà chúng ta nuôi một đàn gà thì chúng ta cho nó ăn thật nhiều, và con nào càng lớn nhanh thì con đó càng dễ bị giết thịt. Thì cái vấn đề là chúng ta thường bị thua lỗ sau những cái đợt chúng ta thành công, và chúng ta thường là thua lỗ nặng hơn khi chúng ta kiếm được một chút lại và chúng ta cảm giác là cái thị trường này nó dễ. Để tồn tại được ở lâu trên thị trường chứng khoán thì các bạn lưu ý là các bạn phải có một cái hệ thống đầu tư và giao dịch có độ hiệu quả cao, và cái này các bạn không thiết lập thì sớm muộn gì các bạn cũng sẽ là những cái người thuộc vào 90 đến 95% những người thua lỗ trên thị trường. Đây là điều chắc chắn. Và các bạn lưu ý là 90% các cái nhà đầu tư trên thị trường là đều bị thua lỗ. Họ có thể năm nay kiếm lại, năm sau họ lại thua lỗ, hoặc là trong một cái thời gian nào đó thì họ kiếm được lại, nhưng mà sau đó họ lại mất tất cả những thứ mà họ có. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách lên một cái hệ thống giao dịch. Và nếu như bạn là những cái nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường thì mình khuyên các bạn là nên có một cái hệ thống này giao dịch ngay. Để làm sao? Để các bạn không bị mất tiền trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán là một cái thị trường nó không dễ như mà các bạn thường suy nghĩ. Đúng không? Nó rất là khó. Nó khó thì rất là nhiều người mới mất tiền. Khi mà người ta mất tiền thì người ta sẽ xem nó là cờ bạc. Nhưng mà khi mà chúng ta xem đó là một cái kênh đầu tư cũng như là một cái kênh kiếm tiền cho mình, khi chúng ta chịu khó tìm hiểu, tìm tòi nghiên cứu và chúng ta thấy đó sẽ là những cái cơ hội rất lớn, thì để mình thiết lập một cái hệ thống đầu tư thì cái đầu tiên, một cái hệ thống mà mình sử dụng đó chính là cả cái thiết lập cả cái đáy của thị trường chung. Đáy của thị trường chung là cái giai đoạn chuyển tiếp giữa giai đoạn downtrend vào cái giai đoạn uptrend của thị trường. Và các bạn lưu ý,
các bạn chỉ kiếm được tiền trong uptrend thôi. Chỉ khi thị trường lên các bạn mới kiếm được tiền, đừng bao giờ kiếm tiền ở một cái xu hướng thị trường đang xuống. Xu hướng thị trường là một cái cực kỳ quan trọng, và nếu như các bạn không hiểu về cái vấn đề này thì các bạn sẽ thua lỗ. Các bạn có thể nhìn lại cái giao dịch của mình, có một số thời điểm các bạn mua cái gì các bạn cũng thắng, nhưng mà có một số thời điểm mà các bạn mua cái gì các bạn cũng lỗ cả, đúng không ạ? Ví dụ như những cái giai đoạn mà từ ra Tết đến giờ các bạn mua cái gì các bạn cũng lỗ, và lỗ rất nặng. Thì cái vấn đề là gì? Các bạn đang cố gắng mua vào khi thị trường sụt giảm, các bạn mua vào. Thì cái việc mà chúng ta xác định được cái điểm xoay chiều, tức là cái vùng đáy của thị trường, thì các bạn sẽ có khả năng thành công cao. Và cái xác suất các bạn mua khi mà thị trường vào một cái uptrend mà các bạn có lại là khoảng tầm 70%. Còn đối với mua trong một cái downtrend thì mua ở đâu bạn cũng lỗ. Sớm muộn gì các bạn cũng lỗ. Không ai kiếm được tiền trong downtrend cả. Nên là các bạn có thể phải nhớ lại những lần giao dịch của mình, có phải là mỗi lần có một cái số giai đoạn các bạn thấy rất là dễ kiếm tiền, kể cả những cái thời điểm này các bạn cũng sẽ rất dễ kiếm tiền, bởi vì nó đang trong một cái uptrend. Có thể là uptrend nó không lớn nhưng mà nó vẫn là uptrend. Thì một số các bạn khi mà tham gia thị trường, các bạn sẽ được rất là nhiều người tư vấn rằng là đáy của thị trường thì không thể xác nhận được. Thì cái vấn đề là cái tư duy của cái bọn đó nó sao? Cái tư duy của người đó, cái bọn đó nó đang có vấn đề là đáy không xác nhận được, nên là họ không cố gắng tìm hiểu nghiên cứu về cái vùng đáy của thị trường, đúng không ạ? Cái nguyên tắc nữa là chúng ta thường phải mua sau đáy chứ không được mua đoạn đáy. Này, thì ở trong một cái kỹ thuật mà chúng ta hay sử dụng mà có độ chính xác cao, đó chính là mua khi thị trường có xác nhận bùng nổ theo đà. Đây là một cái kỹ thuật rất là quan trọng để chúng ta xác nhận được cả cái dòng tiền lớn đi vào. Tiếp theo, khi các bạn đã xác nhận được đáy của thị trường xuống, các bạn bắt đầu mua vào cổ phiếu, thì cổ phiếu của các bạn mua nó phải là các cổ phiếu tốt nhất. Ở đây làm sao mua được các cái cổ phiếu tốt nhất thị trường, thì các bạn phải có các kỹ thuật mua. Thứ nhất là các bạn phải mua được các cổ phiếu thuộc về dòng dẫn sóng. Cái thứ hai nữa là các bạn phải mua được các cổ phiếu có sự tích lũy lớn. Cái thứ ba nữa là các bạn phải mua được các cổ phiếu mà có sự tăng trưởng cao về cơ bản. Thì khi mà các bạn đã xác định được đáy thị trường chung và bắt đầu mua vào cổ phiếu, thì các bạn phải mua được cả cổ phiếu hàng đầu. Nhưng mà hầu hết các bạn sẽ không biết cách để mua cả cổ phiếu dẫn đầu. Thì cái điều để mà các bạn xác định được cái dòng này, thì các bạn phải dành thời gian để nghiên cứu cả các cổ phiếu thành công nhất ở trong quá khứ. Nó có những cái đặc điểm gì? Thì cái cổ phiếu mà thành công nhất ở thời điểm hiện tại mà các bạn muốn mua, nó sẽ có những đặc điểm đó. Đừng có đoán. Ví dụ như các cổ phiếu thành công thuộc về dòng dẫn, nó phải có tích lũy cả dòng, nó phải là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường, nó phải có một con đầu đàn. Đấy. Thì những cái kỹ thuật này các bạn phải nắm rất là rõ. Ví dụ như những cái năm 2010, 2013 là sóng của dòng cao su, sóng của dòng thép. Thép thì có Hoa Sen, có VCN, có DRC của dòng cao su. Năm 2014 là năm của dòng chứng khoán. Cuối năm 2014, tức là sau cái sự kiện Biển Đông ấy, thì đó là sóng của gì? Sóng của ngành dầu khí. Năm 2015 là năm của dòng ngân hàng. 2016 là dòng vật liệu xây dựng và các cổ phiếu cơ bản. Năm 2017 là các cái dòng của về các cái cổ phiếu cơ bản và dòng thép. Năm 2018, 2019 là một cái downtrend. Được chưa? Thì khi mà chúng ta hiểu biết về các cái dòng dẫn thì chúng ta sẽ mua được cả cổ phiếu đó. Nó đều có một cái đặc điểm và nó lặp đi lặp lại ở trên thị trường.
Và một cái lời khuyên cho mình của mình cho các bạn là nên tập trung vào đánh dòng giận, bởi vì sóng nào nó cũng có dòng dòng giận sóng ạ. Khi chúng ta mua vào cổ phiếu, tức là chúng ta đến bước số 2 rồi, thì chúng ta phải quản trị được cái danh mục đó. Mình thấy rất là nhiều bạn khi mà đầu tư vào chứng khoán, các bạn bị đa dạng hóa danh mục quá đà. Tức là các bạn có khoảng tầm 1 đến 200 triệu thôi, nhưng mà các bạn mua tới 20 đến 30 cổ phiếu. Thì khi mà mua với số lượng cổ phiếu như thế thì các bạn chắc chắn sẽ không có lãi, có thể là cổ phiếu này lỗ, cổ phiếu kia lãi. Và cái thứ hai nữa là các bạn đang bị diện, các bạn không tin tưởng vào một cái cổ phiếu nào cả. Đúng không ạ? Bởi vì các bạn được học rằng là không nên phải nên đa dạng hóa danh mục để quản trị rủi ro. Nhưng mà đối với một cái thị trường đi xuống hoặc là một cái downtrend của thị trường ấy, không có cổ phiếu nào trong những cái cổ phiếu bạn mua có thể lên được giá cả, nó đều xuống cả. Nên là cái vấn đề là ở đây là không phải việc đa dạng hóa danh mục là tốt. Đấy, các bạn đã hoàn toàn sai. Các bạn phải cố gắng tìm trong 30 cái cổ phiếu mà các bạn muốn mua đó, các bạn đang mua đó, 3 đến 4 cổ phiếu tốt nhất thì các bạn mua vào cổ phiếu đó. Khi chúng ta giới hạn số lượng cổ phiếu mua thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải nghiên cứu nhiều hơn, chúng ta phải chọn kỹ hơn, chúng ta phải có những thời gian để chúng ta đọc báo cáo tài chính của nó nhiều hơn. Thì lúc đó cái cổ phiếu và cái xác suất của các bạn thắng sẽ được nâng cao hơn, thay vì mua với một cái số lượng lớn như thế. Thì phải biết cách quản trị danh mục. Quản trị danh mục ngoài ra các bạn còn phải biết là phân bổ bao nhiêu vốn vào một cổ phiếu. Cổ phiếu nào thì được mua với số lượng lớn, cổ phiếu nào thì mua ít hơn. Đúng không ạ? Và khi mà các bạn muốn mua mới một cổ phiếu thì hãy nên bán ra một cổ phiếu trong danh mục của mình. Ngoài ra phải ưu tiên bán các cổ phiếu yếu và mua vào các cổ phiếu mạnh. Đấy. Thường là các bạn sẽ làm ngược lại, tức là các bạn thấy cổ phiếu nào chưa lên thì giữ lại, còn cổ phiếu nào lên rồi thì các bạn sẽ chốt lời. Đấy. Nên là cái lợi nhuận của các bạn không được lớn. Khi chúng ta quản trị danh mục thì chúng ta lưu ý là đến một cái thời điểm chúng ta mua cổ phiếu vào và quản trị danh mục thì chúng ta đến một cái thời điểm là chúng ta cần phải bán cổ phiếu đó đi. Trong nguyên tắc bán thì chúng ta có hai cái phải bán cắt lỗ và bán chốt lời. Ở đây lưu ý các bạn là các bạn sẽ gặp rất nhiều sai lầm trong cái tư duy mới vào thị trường, đó chính là gì? Các bạn nghĩ rằng các bạn chưa bán là các bạn chưa lỗ. Đúng không ạ? Bởi vì cái tư duy đó nên là các bạn thường để khoản lỗ thua khoản đầu tư của mình thua lỗ rất là nhiều trong mỗi cái xu thế downtrend của thị trường, và các bạn không hiểu tại sao là cái cổ phiếu của mình này cứ hàng ngày nó lại càng sụt giảm, và đến một cái lúc nào đó các bạn sẽ trở thành các cái nhà đầu tư bị đầu tư dài hạn, tức là các bạn phải giữ cổ phiếu đó rất lâu nhưng mà các bạn chỉ ngồi và đợi chờ nó hòa vốn thôi. Đấy. Nên là tất cả mọi khoản thua lỗ đều phải cắt sớm. Tất cả các nhà đầu tư thành công trên thị trường đều cắt lỗ, họ biết giới hạn cái thua lỗ của mình. Còn tiền là còn cơ hội. Ngoài ra các bạn phải biết bán chốt lời. Đấy. Một số cổ phiếu thì chúng ta chốt lời ở khoảng mức khoảng tầm 10-15%, một số cổ phiếu thì chúng ta chốt lời ở 20 đến 25%, một số cổ phiếu thì chúng ta phải lãi gấp đôi chúng ta mới chốt lời, thì những cái kỹ thuật bán chốt lời cũng rất là quan trọng. Ngoài ra chúng ta phải xác định được đỉnh của thị trường. Ở một số các bạn có hỏi có nói là đỉnh thị trường là không thể xác nhận được. Thì đó là cái vấn đề của các bạn chứ không phải là vấn đề của mình. Đỉnh của thị trường chúng ta hoàn toàn có thể xác nhận được dựa vào phân phối đỉnh, các kỹ thuật phân phối đỉnh, các kỹ thuật chạy nước rút ở vùng đỉnh là các bạn có thể xác nhận được. Nên chúng ta thường là phải bán trước đỉnh chứ không phải là bán sau đỉnh. Hầu hết các bạn đều bị một cái tư tưởng là mua sau đáy và bán sau đỉnh, nhưng mà thường là phải mua sau đáy và bán trước đỉnh.
tức là chúng ta bán trước khi có một cái sự sụt giảm bắt đầu. Thì cái vấn đề này chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Điểm phân phối định, và cái này thì chúng ta hoàn toàn có thể xác nhận được, không ạ? Thì đây là một cái, khi mà các bạn thiết lập một cái hệ thống đầu tư thì nó có phải có gì? Xác nhận đáy của thị trường chung, mua vào cổ phiếu, quản trị danh mục, bán cổ phiếu ra và xác định đỉnh của thị trường. Khi mà xác nhận được đỉnh của thị trường thì nên rút ra và đứng ngoài. Đó. Và chúng ta đợi đến khi nào thị trường xác nhận đáy thì chúng ta lại mua lại. Việc đầu tư chứng khoán không phải nhất thiết là ngày nào chúng ta cũng phải đầu tư, ngày nào chúng ta cũng phải mua bán, ngày nào chúng ta cũng phải nắm giữ cổ phiếu. Có những cái thời điểm thì chúng ta mua vào cổ phiếu, nhưng có những cái thời điểm mà chúng ta sẽ không mua. Đó. Và những cái thời điểm vừa rồi mà khi mà thị trường sụt giảm từ Tết đến cái giai đoạn vừa rồi mà các bạn đứng ngoài, chỉ có các bạn đứng ngoài các bạn mới không bị lỗ. Còn nếu như các bạn mà cứ vẫn tham gia vào thị trường ở giai đoạn đó, hoặc là mua nhiều hơn, hoặc bình quân trở xuống, là các bạn sẽ lỗ rất nặng, các bạn có thể cháy luôn tài khoản. Thì cái vấn đề nằm ở gì? Nằm ở cái vấn đề là một năm chỉ đánh một vài ba trận thôi, thường là đánh khoảng tầm 3 trận này. Tức là đánh vòng khoảng 3 cổ phiếu và các bạn đúng được cả 3, hoặc là đúng chỉ cần đúng 2 trong 3 cổ phiếu là các bạn đã rất thành công rồi. Đừng có lan man kiếm tiền thường xuyên. Đúng không ạ? Các bạn lan man thường xuyên thì các bạn mất rất là nhiều phí giao dịch, mất rất là nhiều thuế và các bạn sẽ bị lỗ. Nên anh nghĩ thôi, đánh đúng thời điểm và đánh xong thì chúng ta nghỉ. Thì các bạn mới có thời gian đi chơi và các bạn mới có một cái cảm giác của người trader. Tức là sao? Tức là một thời gian chúng ta đi du lịch, một thời gian chúng ta làm việc, và năm nào chúng ta cũng kiếm được tiền, đó là cái quan trọng. Ở một cái nữa, để làm sao các bạn có các cái dữ liệu để các bạn có thể đầu tư ở thị trường Việt Nam, thì các bạn hãy học theo những người thành công. Họ đã rất mất nhiều thời gian để viết ra những cuốn sách này và truyền lại cho những người phía sau, nên là các bạn nên học hỏi họ. Cái thứ nhất, những người thành công là những người kiếm được tiền, và chỉ những người thằng kiếm được tiền nó mới là chúng ta mới nên đi học thôi, đúng không ạ? Kiếm được tiền thì chúng ta mới học. Thì cái vấn đề đầu tiên mà các bạn học ấy, thì ở trên thị trường nó có rất là nhiều các cuốn sách thì các bạn nên mua về đọc. Ví dụ như sách của Warren Buffett. Đấy, nếu như các bạn mà nghiên cứu về phân tích cơ bản thì nên đọc Warren. Đấy, ông là ông tổ của cái nghề này rồi. Thực ra ông tổ của nghề này nó chính là Graham, một người phân tích cơ bản khá là tốt. Nhưng mà sau này khi mà kế thừa cái phương pháp này thì Warren mới là hàng đầu. Warren thì cái phương pháp của ông sử dụng là đầu tư giá trị kết hợp với tăng trưởng Fisher. Thì các bạn có thể mua cả cuốn sách của Warren Buffett về cơ bản. Ngoài ra một cái hệ thống mà dành riêng cho các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ chính là của William Monell. William Monell là một cái một nhà đầu tư mà ông giống như là một môi giới chứng khoán đấy, cũng rất là thành công. Thì ông có cuốn sách là Làm giàu qua chứng khoán mà rất là nổi tiếng. Nếu mà các bạn chưa mua thì nên mua đọc cái cuốn sách đó, cũng khá là đắt đấy. Nó khoảng tầm 7 đến 800 nghìn một cuốn, của Happy Life dịch và in. Đấy, thì các bạn có thể mua cuốn sách đó về đọc, thì ở trong đó nó có đầy đủ cả cái hệ thống đầu tư rồi, thì các bạn có thể đọc và áp dụng vào thị trường Việt Nam. Để mà đầu tư tăng đầu tư về cơ bản thì các bạn có thể là sử dụng các cuốn sách của Fisher. Fisher thì có một cái cuốn sách rất là hay, đó chính là Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường. Nếu như các bạn đọc cuốn sách này thì các bạn sẽ hiểu về phân tích tăng trưởng. Tất nhiên thì các cái tiêu chí của Fisher đến thời điểm hiện tại thì ở Việt Nam không có nhiều cổ phiếu đáp ứng được cái tiêu chí của ông. Và có một cái điều nữa là cả cái nguyên tắc đầu tư của Fisher là đầu tư trọn đời, ông có thể chết nhưng mà cổ phiếu thì không có thể bán được. Đấy, thì cũng có thể là một cái điểm yếu của ông trong cái việc mà áp dụng nó vào cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi cái vòng đời doanh nghiệp của Việt Nam nó rất là ngắn, có thể là 2-3 năm là nó bắt đầu một cái downtrend lớn rồi. Nên là đọc để mình biết sự
Một số các trường hợp thì mình phải sử dụng các cái tính chu kỳ của cổ phiếu để chúng ta bán ra sớm hơn. Một cuốn sách nữa mà mọi người nên đọc đó chính là cuốn sách của James Livermore. James Livermore thì có một cái cuốn sách đó chính là Hồi ức của một thiên tài chứng khoán, hoặc là cuốn Chết với chứng khoán. Cuốn này thì hình như là ở thời điểm hiện tại nó không có bản, nhưng mà nó có cả cái file PDF. Thì các bạn nên đọc những cuốn sách này. Bởi vì sao như thế? Trong cả cái nguyên lý đầu tư sau này nó đều kế thừa một số các cái tiêu chí đầu tư của James Livermore. Tức là cả cái điểm điểm break là cả cái điểm mà Livermore là người phát triển ra đầu tiên. Hoặc là mua trên một cái nền giá là của James Livermore. Đúng không ạ? Ngoài ra cả cái nguyên lý nguyên tắc mua xây kim tự tháp đi lên là của Livermore. Nên là các bạn khi mà chúng ta đọc thì chúng ta nên đúc rút ra những cái hay ở trong đó. Ngoài ra chúng ta có thể học về cuộc đời của ông. Ông có 3 lần bị phá sản và ông cũng đứng lên được. Thế cái nguyên nhân chính dẫn đến phá sản của ông đó chính là sử dụng đòn bẩy lớn đó. Sử dụng đòn bẩy rất lớn. Đấy. Thì ông cũng giàu rất là nhanh. Nhưng mà sau đó thì ông lại bị thất bại. Ngoài ra thì cái cuối đời thì cái gia đình của ông có vấn đề. Tức là mẹ giết con trai. Nên là ông đâm ra chán nản. Nên là ông thực ra người ta nói về rằng là ông chết vì chứng khoán, nhưng mà nếu như mình đọc thì mình thấy được rằng là ông chết vì cái cuộc sống bên ngoài của ông nó trở nên khó khăn hơn. Tức là cái cuộc sống gia đình nó không được hạnh phúc, không được happy. Đấy. Một cái tác giả nữa mà cũng rất là hay đó chính là Mark Minervini. McNeil thì có cuốn sách Phù thủy chứng khoán hoặc là cuốn Đầu tư như một nhà vô địch. Thì hai cuốn sách này là một trong những cuốn sách rất là hay ở trong đó. Ông cũng là một cái nhà đầu tư thành công, rất là thành công ở Mỹ. Ông là một trong những người mà đạt những cái giải rất lớn trong ngoài cả cuộc thi mà ông thi đấu về đầu tư. Thì những cái người này thì các bạn có thể là tìm đọc. Một người nữa mà các bạn cũng có thể đọc, tất nhiên là cái sách của ông thì rất là khó hiểu, đó là Soros. Soros thì có một cái cuốn sách mà mình đọc rất là tâm đắc, đó chính là cuốn Các mô thức trên thị trường tài chính. Ông đầu tư giống như một nhà triết học ấy. Rất là hay. Nhưng mà thường cuốn sách đó nếu mà các bạn đọc lần thứ ba trở đi thì các bạn mới bắt đầu hiểu. Đấy, nó phải ngầm. Ngoài ra thì khi mà các bạn phương phiếu nghiên cứu các phương pháp của họ ấy, thì các bạn phải nghiên cứu lại cái phương pháp đầu tư của họ có đúng ở thị trường Việt Nam hay không. Tức là cái nào thì mình nên dùng và cái nào thì không nên dùng. Đúng không ạ? Ví dụ như cả cái mẫu hình của Mark và của William ấy, thì là cả cái mẫu hình mà đánh theo chặt tuần. Tức là cả cái mẫu hình của nó rất là lớn. Nhưng mà ở Việt Nam các bạn có thể sử dụng chặt ngày để đánh. Bởi vì cái chu kỳ của Việt Nam nó lại ngắn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì các cổ phiếu ở Việt Nam thì có mức sinh lãi cao hơn là các cổ phiếu Mỹ. Bởi vì ở Việt Nam thì khoảng tầm 3-4 tháng là cổ phiếu có thể nhân đôi rồi. Còn ở Mỹ thì nó có thể là tính hàng tuần, hàng năm. Đấy. Thì đây là một số cái mà các bạn cần phải nghiên cứu. Thứ nhất là các bạn phải thiết lập được một cái hệ thống đầu tư. Thứ hai là học theo những người thành công. Họ viết ra những cuốn sách và mình học theo họ. Những cái gì hay đúc rút được các bạn chiêm nghiệm ở thị trường Việt Nam và ứng dụng nó vào. Thì đây là một cái hệ thống mà mình cũng đã xây dựng cho mình trong suốt quá trình mình đầu tư. Đấy. Và mình cũng có giảng dạy và hướng dẫn về cái hệ thống này cho cả cái học viên. Thực ra thì mình giảng dạy thì về bản chất là mình muốn chia sẻ lại cho các bạn về cả cái nguyên tắc mua để các bạn tránh những cái sai lầm không cần thiết trong cái quá trình giao dịch. Hiện tại thì mình cũng dạy được khoảng tầm 38 khóa rồi. Thì cái khóa tiếp theo mà mình dạy là vào ngày 20 tháng 5. Các bạn có thể là có số Zalo ở phía dưới cái video ấy.
Thì các bạn muốn tìm hiểu về khóa học này thì các bạn có thể là add Zalo của mình, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về các cái buổi học. Thì ở trong cái trong cả cái bài giảng của mình thì có rất nhiều các cái mà mình bổ sung thêm. Ví dụ như khi mà đầu tư, các bạn phải xem được cả ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu. Đấy, đây là một cái điểm rất là quan trọng mà hầu hết mọi người đều bị xác nhận sai. Ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn với cái tổng quan của đầu tư. Thì các bạn nhìn là cái chu kỳ lớn, cái vấn đề của các bạn là nhìn chu kỳ, nhưng ở chu kỳ nào thì chúng ta tham gia, nhưng ở chu kỳ nào chúng ta đứng ngoài. Và tuyệt đối là các bạn phải có một cái thời gian đứng ngoài thị trường mỗi khi nó downtrend. Dạ, cứ downtrend chúng ta đứng ngoài, uptrend thì nhảy vào đây. Thì lúc đó các bạn mới bảo vệ được thành quả của mình và có thể kiếm các khoản lợi nhuận. Ngoài ra mình cũng có thể mình cũng có hướng dẫn cho các bạn về bung lỗ theo đà, các cái mẫu hình để mua. Tức là các cái mẫu hình này là mẫu hình của Việt Nam, mình không dạy các cái mẫu hình của nước ngoài. Bởi vì cổ phiếu nó có một cái là hành vi và tâm lý nó luôn lặp lại, nên là các cái hành vi và tâm lý nó sẽ hiện lên biểu đồ và nó sẽ hình thành các cái mẫu hình. Thì việc mà chúng ta đầu tư sử dụng cái mẫu hình là tốt nhất. Ở đây chúng ta xác nhận phân phối định. Đấy, phân phối định, các mẫu hình về phân phối. Trong phân phối thì có phân phối định của thị trường chung và phân phối của cổ phiếu, các mẫu hình phân phối. Ngoài ra thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn về 7 thanh 3. Thứ nhất là các cái thanh 3 về no supply và thanh 3 về test cung 3. Đây là hai cái thanh 3 cực kỳ quan trọng để chúng ta xác nhận được bao giờ cổ phiếu chạy. Tức là chúng ta có thể biết trước cổ phiếu nó sẽ chạy trong 1-2 phiên tới, là hoàn toàn có thể xác nhận được dựa vào hai cái thanh 3 này. Breakout 3, tức là một cái 3 nào break lên nó chuẩn. Được chưa? No Demand 3 là cả 3 mà để chúng ta xác nhận cổ phiếu có thể xem được rụt hay không. Đấy, tức là nó có bứt phá nữa hay không. Ngoài ra chúng ta còn có gì ạ? Có Sikao 3. Sikao 3 là cả cái 3 để dự đoán cả cái nhịp điều chỉnh cũng như là dự đoán cả cái đỉnh của thị trường. Ngoài ra cái 3 cuối cùng là cả cái 3 Stopping Volume 3. Thì đây là cái 3 để chúng ta xác nhận cái đáy của thị trường chung, tức là bao giờ thì cổ phiếu nó tạo đáy, xác nhận đáy của cổ phiếu, tức là cái điểm cân bằng ở vùng đáy của cổ phiếu. Ngoài ra thì mình cũng có hướng dẫn cho các bạn một cái mẫu hình gọi là mẫu hình tạo đáy. Mẫu hình tạo đáy này thì là một cái mẫu hình mà các bạn nên biết để chúng ta đánh cái sóng suy thoái được tới. Ngoài ra là hướng dẫn về quản lý danh mục. Đấy, quản lý danh mục và bán cổ phiếu. Đấy, tức là đây là một cái hệ thống khá là hoàn chỉnh về về đầu tư. Thì đó là cái lời khuyên của mình cho các bạn mà tham gia mới vào thị trường. Các bạn phải hệ thống hóa được cái diện cái phương pháp của mình và cố gắng học những cái người thành công. Những cái người thành công là những cái người mà họ kiếm được tiền ở trên thị trường, đúng không ạ? Và họ rất là thành công rồi. Ví dụ như Warren là ông là một trong những cái người giàu nhất thế giới này, hoặc O'Neil chẳng hạn, hoặc Fisher, hoặc là Livermore, hoặc là Mark. Họ đều là những cái triệu phú từ cái, và họ có những cái chuyên môn rất là lớn về về đầu tư. Soros cũng là một cái người mà chúng ta nên nghiên cứu và tìm hiểu. Rất là nhiều người như thế. Đấy, nó rất nhiều ở trên thị trường, nhưng mà các bạn phải lưu ý là họ phải là những người kiếm được tiền thì chúng ta phải học. Mình không phải nghiên cứu về các cái mẫu hình giống như MACD hoặc là RSI, những cái đó mình chưa thấy ai thành công cả. Đấy, hoặc là các cái mẫu hình nền Nhật thì mình cũng không quan tâm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người mà sử dụng mẫu hình đó, không có một cái người nào thành công nổi bật cả. Nên là mình chỉ quan tâm đến những cái người mà thành công nổi bật nhất thì mình đi học họ. Ok, cảm ơn cả nhà đã tham gia cái buổi live của buổi chia sẻ của mình ngày hôm nay. Thì các bạn có thể là subscribe cái kênh này để các bạn nhận các cái video sớm nhất mỗi khi mà mình livestream. Hãy hãy ủng hộ kênh bằng một cái subscribe, một cái like cho cái video này nếu mà các bạn cảm thấy bổ ích.
Và các bạn có thể đón xem cả các bộ video tiếp theo. Ở cả các chương trình tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các sai lầm mà các nhà đầu tư thường mắc phải ở trên thị trường chứng khoán. Thank you các bạn.